Chào mừng quý vị đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định, dự đoán U23 Việt Nam với U23 Đài Loan, 17 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2021. Nhận định U23 Việt Nam với U23 Đài Bắc Trung Hoa 17 giờ ngày 27 tháng 10 năm 2021 thuộc vòng loại U23 Châu Á 2022. Xem tỷ lệ nhà cái, dự đoán số kèo U23 Việt Nam với U23 Đài Loan chính xác nhất trên kênh YouTube Góc bóng đá 24 giờ. Nhận định U23 Việt Nam với U23 Đài Loan. Bảng Y vòng loại U23 Châu Á 2022 có 3 đội bóng góp mặt là Việt Nam, Đài Loan và Myanmar. 3 đội bóng sẽ thi đấu vòng tròn một lượt trên sân trung lập ở Kyrgyzstan để xác định đội dẫn đầu giành vé dự vòng chung kết. Ở bảng đấu này, U23 Việt Nam được đánh giá vượt trội vì đã tham dự cả 3 vòng chung kết gần nhất, thậm chí đã vào chung kết năm 2018. Soi kèo U23 Việt Nam với U23 Đài Loan. Tỷ lệ châu Á chưa được niêm yết trên sàn giao dịch, nhưng theo nhận định của giới chuyên môn, U23 Việt Nam có thể được đánh giá cao với kèo chấp từ 0 giờ 3 phút cho tới 0 giờ 4 phút. Đây là điều dễ biểu bởi U23 Đài Loan bị đánh giá thấp nhất bảng Y vòng loại. Qua 4 lần dự vòng loại trước đây với 14 trận, đội bóng này đã thua 10 trận và để thủng lưới 57 lần. Tính từ vòng loại năm 2017 tới nay, U23 Đài Loan vẫn chưa có nổi chiến thắng nào. Họ thậm chí từng để thua U23 Lào, bị U23 Campuchia cầm hòa và để thua với các tỷ số rất đậm trước Triều Tiên, Hàn Quốc hay Australia. Về phần mình, U23 Việt Nam đã có hai kết quả rất tích cực trước U23 Tajikistan, hòa 1-1 và U23 Kyrgyzstan, thắng 3-0. Vì vậy, ở trận ra quân chiều nay, thầy trò Park Hang-seo xứng đáng được tin tưởng. Đội hình dự kiến U23 Việt Nam: Văn Toản, Quang Vinh, Việt Anh, Thanh Bình, Văn Xuân, Bảo Toàn, Văn Công, Hoàng Anh, Hai Long, Văn Đô, Xuân Tú. U23 Đài Loan: Kai Yuxian, Yang Ji Huấn, Phan Viết Bèn, Mà Li Án Chén, Yang Siuen, Liang Mengxin, Feng Shaoqi, Gui Ansu, Kai Yang Rú, Linh Quy, Linh Minh Quay. Dự đoán kết quả giữa U23 Việt Nam với U23 Đài Loan. Dự đoán kết quả chung cuộc 6-0 nghiêng về U23 Việt Nam. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Đừng quên ủng hộ, đồng hành bằng cách thích, like, chia sẻ, share, đăng ký kênh, subscribe, xem và theo dõi để không bỏ lỡ những video mới nhất. Xin chân thành cảm ơn.